Rồi xin chào các bạn. Thì hiện tại mình đang quay clip là con bò này mới đi. Mới đi các bạn thấy nheo của nó luôn này. Đây. Thì lông vẫn còn ướt át hết. Thì con này thì không tự đi ra được, phải có người kéo nó ra nha. Thì hiện tại thì đã coi nó là con 3B đực luôn nha. Đây là con 3B đực. Nheo của nó nè các bạn. Thì đa phần thì bò đĩ ra thì mình nên để nó ăn nheo không sao hết. Nheo của nó tự ăn thôi. Đây. Nó ra nheo và đang bắt đầu ăn. Bò nghĩ này thì khoảng tí xíu nữa nó đứng lại được là bắt đầu nó mới tự tìm chú nó bú thôi. Con mị này rất hiền chứ không như là cái con clip trước, nó rất hung. Con này có thể vô được. Clip trước thì mình đã quay clip đĩ con 3B cũng là loại đực luôn. Nhưng mà lúc đĩ ra lúc nào nó thấy nó đen hết như thế này. Và khoảng thời gian 2-3 ngày xe là mình sẽ cảm thấy nó chuyển mèo. Thì không đen muôn như thế này đâu. Nó chuyển sang mèo hơi vàng vàng đấy. Hơi ngã vàng đấy thôi. Đang con nghĩ đang gượng dậy để mà đứng dậy đó. Không, bắt đầu tập đi đó. Thì nó mới ra, vừa ra thất thì luôn nha các bạn. Rồi vừa ra thất thì. Để các bạn đăng ký để xem clip xe thì mình sẽ quay thử con này nó có đuổi mèo lông không nha. Nhưng clip trước thì con kia nó đã đuổi mèo lông. Lông của nó đuổi thành mèo vàng, hơi ngã vàng thôi. Clip trước thì các bạn nhìn thấy có con mèo đen chấm trắng đấy, nó quay nhưng mà cũng lọ đực luôn nha. Con này cũng đang mang bầu này, khi nào nó đĩ ra mình sẽ quay cho các bạn xem. Thì con này con nghĩ đực. Nó sắp đứng dậy được rồi đó. Cứ để nheo cho con mị ăn bình thường không có gì hết. Thì nếu mà đĩ ra thì các bạn không nên cho nó ăn liền nha. Để thừa vài tiếng xe rồi mình nó cho ăn, nước rồi cũng không cho uống luôn. Cho uống nhiều quá thì đôi khi nó không được tốt cho lắm. Đây con mị nó mới đi xem đó. Bắt đầu nó suy gượng dậy nó đứng. Rồi các bạn nhấn đăng ký kênh để những clip sau mình sẽ coi thử con bò này nó có chuyển mèo lông hay không nha. Rồi, chào tạm biệt.